Các bạn đang xem trên tay tôi đó là lọc xăng. Lọc xăng của dòng xe Mitsubishi Pajero V93, còn gọi là Pajero ngân hàng. Đây, lọc xăng. Lọc xăng. Đấy, cái này nè. Đây, lọc xăng. Sản phẩm được trực tiếp phụ tùng Mitsubishi An Việt nhập khẩu từ Mitsubishi Moto về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đây là lọc xăng. Đó. Hàng xịn chính hãng được trực tiếp phụ tùng Mitsubishi An Việt nhập khẩu về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đây là lọc xăng. Thì cái lọc này có tác dụng là lọc toàn bộ cái bụi bẩn từ trong cái động cơ của chúng ta, lọc trong cái khi mà chúng ta đổ xăng vào trong bình thì nó lọc toàn bộ những bụi bẩn của cái xăng trước khi cung cấp vào trong động cơ để đảm bảo động cơ của chúng ta sẽ hoạt động một cách trơn tru và mượt mà nhất. Đấy, lọc toàn bộ, bởi vì khi xăng mà chúng ta ở trong cái cây xăng ấy, bồn xăng, và chúng ta đổ xăng hay đổ xăng ở các cái cây xăng thì nó không đảm bảo về cái độ an toàn, đấy, độ sạch. Thì khi cái hệ thống lọc này nó phải bắt buộc khi mà đổ vào bình thì nó phải qua cái lọc này để lọc toàn bộ những cái lọc xăng đấy trước khi mà cung cấp vào trong động cơ. Bởi vì khi vào trong động cơ thì nó sẽ đốt động cơ, khi mà chạy vào trong buồng đốt, cái xăng mà chạy vào trong buồng đốt thì nó đảm bảo phải rất là sạch để đảm bảo độ bền cho động cơ. Chứ còn nếu như mà khi mà cái xăng của chúng ta bẩn mà cái để đến nó không lọc kỹ thì nó là cái lượng mà xăng cung cấp vào trong động cơ không đủ và nó là xe chúng ta hoạt động nó bị ì. Đấy là trường hợp thứ nhất. Và trường hợp thứ hai là khi mà nó bẩn mà bụi bẩn nó chui vào trong động cơ thì lúc đó dẫn đến là khi chạy vào trong buồng đốt thì các bạn biết là piston nó hoạt động trong buồng đốt chúng ta hoạt động rất là nhiều thì dây nó dẫn đến là xước cái piston mà hỏng, cái lúc ấy bắt buộc chúng ta phải làm lại máy, ví dụ như phải làm lại piston hoặc nâng cốt thì lúc ấy lại tốn nhiên liệu hơn và cái chi phí sửa chữa nó lại nhiều hơn. Như vậy cái lọc xăng đóng vai trò rất là quan trọng trong cái xe của chúng ta. Đó. Vậy thì khi mà các bạn trong quá trình mà anh em chạy xe trên đường một thời gian thì dẫn đến nó hỏng mất cái lọc xăng này một thời gian thì bắt buộc các bạn phải thay thế tùy theo cái xăng bẩn hay xăng sạch. Thì lúc đó thông thường các bạn kiểm tra lúc đấy bắt buộc các bạn thay thế cái lọc xăng này. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu và phân phối phụ tùng của dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các dòng xe Mitsubishi Pajero này, Expander, là Mira, Ultra, Granite, Zinger, Lancer, Triton, Pajero Sport, Outlander. Tất cả các dòng xe mà các bạn đều lăn bánh trên Mitsubishi đang lăn bánh tại thị trường thì chúng tôi đều có nhập khẩu và phân phối. Như vậy khi mà các bạn gặp dòng xe Mitsubishi mà các bạn cần được thay thế phụ tùng thì rất mong anh em sẽ liên hệ và ủng hộ phụ tùng An Việt. Vậy thì liên hệ với chúng tôi bằng cách nào? Các bạn truy cập vào website phụtungmitsubishi.vn hoặc phụtunganviet.com. Thì đội ngũ kinh doanh chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cho các bạn một cách chi tiết về tất cả chủng loại, làm sao chúng ta xe vận hành tốt, lưu thông tốt và chạy tốt trên đường, và cái chi phí khi mà các bạn phải sửa chữa bảo trì ở giữa nó không quá đắt đỏ thì đấy là mục tiêu hướng tới của phụ tùng An Việt. Thì rất mong anh em sẽ liên hệ và ủng hộ phụ tùng An Việt. Website phụ tùng mitsubishi.vn.